chịu. Ui đáng chịu. Ui ra đi mà mất tiền hả? Giờ anh đục quàng ra trong trong. À, đâu, 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 đi. Rầu xong. Rầu chết mẹ nó. Trời ơi, bu ra lấy. Cái thằng khốn này. Rầu vậy rồi sao? Mẹ nó mẹ nó. Ủi chi vậy? Ai biểu ủi con? Chị biết mới ủi con. Nhớ mày tao nha. Ủi là chị đưa cho mẹ nha. Ủi vợ. Ủi đâu. Xã hội này đồng tiền rước gieo, huynh đệ nợ lìa tan. Sống ở đời có làm mới có ăn, dẫu thế những người ơi. Chào mọi người nha. Chào anh em cộng đồng mạng nha. Nay là anh em cộng đồng mạng phải giúp mình nha. Coi mình hôm nay là mình đi đòi nợ nha. Nếu như mà anh em nếu mà không trả nợ cho mình á là anh em mình là mình không có tiền đâu các bạn. Giờ là anh em hãy theo dõi mình để coi mình đi đòi nợ tụi nó có trả không. Nếu mà tụi nó không trả là anh em phốt mạng khí bà luôn. Thằng Hiếu Nẹo là nó bán heo dê heo thiệt nha các bạn, mà nó bán cái cố nha các bạn. Còn thằng Rìu là nó tao xe thì nó bị rổ mặt nó cùi khùng mà. Còn chú bên chú đi tao là thằng đó thằng bên các bạn, đừng tao nó đi khốn nạn về lũ lan xối. Còn cháu chú mình là tại chi nó luôn các bạn, nó trẻ luôn người ta như vậy ai đâu làm cho người ta buồn lắm các bạn. Hôm 6 giờ mình ngu uống được luôn, mình ngu uống được, mình dậy thiệt sớm luôn các bạn, mình dậy lúc 5 giờ luôn, 5 giờ sáng luôn, xong mình la trứng hồ này kia, mình rọi trứng hồ, xong mình nấu trứng hồ. Bây giờ chuẩn bị mình đi đòi nợ các bạn. Mướn đào bò mẹ nữa, cà phê. Chịu quá. Điên dữ quá. Nó không muốn một ngày nào. Giờ mình làm sao mình đỡ mình đòi được. Nói đi. Này ba, ai đi đòi nợ ba? Cái gì vậy? Mày áo đi đòi nợ nó nói nghe. Nó trẻ không? Giờ là mình sẽ quay lại cái thời mình đi đòi nợ nha các bạn. Xã hội này đồng tiền rước gieo, huynh đệ nợ lìa tan. Sống ở đời có làm mới có ăn, dẫu thế những người ơi. Chứ còn nếu mà đòi hiền quá tụi nó đâu có trẻ đâu. Giờ mình phải làm dữ. Dữ không? Đánh cái chỗ ấy tao đu chưa đu cố nè, tụi bay còn bu bu lên nữa. Các bạn chờ xem nha, hôm nay là mình quyết tâm là mình đưa đồi nợ của nó. Giờ tụi nó đang tụ tập ở quán cà phê nha các bạn. Giờ mình lên quán cà phê mình nói chuyện với tụi nó. Lần này mà nó không trả tiền mình đó là mình chắc mình ủi lúng bánh với tụi nó luôn á các bạn. 2 triệu của tao bay nuốt được nó bay thử. Mấy người âm tàu điệu phú. Giờ mình phải lên mình làm gì? Rồi khi nào lên rồi mình bị tụi nó con nữa không anh em?
mấy kia đó, mấy này mình không có dám lo đủ cà phê, tụi nó là tụi nó bày đủ trò hết rồi. Lần này là chết mệt nữa đây, chết được cái làm gì. Gặp nó uống đó, gặp nó uống đó mẹ đó. A few moments later. Hello. Lời đầu tiên xin cho phép hoan hô gửi đến tất cả mọi người lời chào trân trọng nhất. Yeah. Em nói ai ra dế vậy? Anh á. Ê, vợ con không có nói chuyện với chồng con vậy nha. Chứ vợ con làm sao? Vợ con giao tiếp cho vậy? Tôi quay, quay cái mic của bà cho thiên hạ vô. Có hiểu không? Sao vợ chồng giao tiếp làm sao? Giờ giao tiếp cứ vô mình không vậy, hiểu không? Không có gì vậy? Chứ giờ họ kêu vợ chồng mà không nói vậy. Giờ kêu giao tiếp cứ nhìn không vậy, không hiểu không? Các bạn thấy không? Cứ vợ chi đó giờ nó xài sở thôi. Không các bạn thân. Cứ vợ chi, mình hỏi các bạn cứ vợ làm chi? Đó giờ nó xài sở, nó nói con mẹ quay cây cứ cậu cháu gia đình tan nát mà cứ cầm luôn ngại hở. Vậy giờ thách vậy vô bữa lộ không? Cứ anh nói xà lơ xà len không? Xà lơ sao? Gì xà lơ? Gì? Giờ ấy ông muốn làm sao? Muốn làm sao? Cái cuộc chiến này ông còn làm tới khi nào nữa? Giờ ông muốn cậu lên bờ xuống ruộng đến lúc nào nữa mà cứ ông cho ông cậu luôn ngại. Cái chuyện ông cậu ông sinh ra là đỡ cho anh con, em hiểu không? Cái ông cậu nào ở đâu có đấy à, đỡ sẵn nhau ông trôn hay vậy? Ừ. Cái chuyện làm video phải chấp nhận. Ông đi ra đỡ anh trôn chứ không làm gì nữa. Sao bây giờ ông ý muốn gì? Ông còn nói nữa là trước sau gì vợ chồng cũng ly dị cho coi nha. Nói rầu à, tình cảm sức mé nha. Là trước sau gì vợ chồng cũng ly dị cho coi nha. Nói rầu à, tình cảm sức mé nha. Hồi chưa có tao luôn. Chưa luôn. Chưa. Thiệt không? Thiệt chưa. Vô rồi chia nem nem hãy sao bốn mày bảy ba nói luôn muốn nào nem nem chứ giờ nem nem là không đủ rồi tại có ba đứa à giờ không có đủ nem nem không có chia được nem nem không có điều vậy điện đứa nữa giờ tôi đỡ ăn ba đứa luôn tôi không không, được không ngu quá nuôi chắc là sao nuôi ba đứa giờ đẻ đứa nữa chia vô giờ vô đẻ vô sẵn nhất buổi trưa nhiều trời mưa kìa giờ đang sáng đây trời mưa đây cũng được. Đi cục cứt chứ đi, thích đi lắm nha, thử. Vô đi. Thích đi không? Đi vô đi, đi, vô đây. Vô đây tôi đẻ ăn đứa. Xin lỗi tôi đi. Xin lỗi tôi đi. Ê, xin lỗi có được đẻ không? Không có đẻ mà xin lỗi tôi không có trôn cậu. Chứ này thôi, đi nói cho tầng hầu sáng giờ ông cậu gọi điện quát bạn ơi. Mà giờ mấy đứa nó sợ ông đâu, không có đứa nào dám gặp hết đó. Mà giờ sáng mấy đứa nó gọi ra uống cà phê. Trong khi đó ông cậu nói là mày ở chỗ nào mày ở chỗ nào tao chạy tới mà đường nào là ông lấy của mình một cái máy quay mà mình nghĩ chắc có biết anh nghĩ chắc có biết ông kêu là bữa nay tao khót tí mẹ hai vợ chồng mình bữa nay ông lại kim đồ lên ông khóc lóc trùm nhà đó thì ông có cái kênh bé gà chích kinh gì đó ông đang tặng tàn hả trùng lên đây điểm chữ răng hết mọi người chứ không gì nữa ăn chữ vậy bức xúc quá phải chữ cho để cho mọi người hiểu được cái bán mặt anh chứ mẹ anh sao không bình thường đẹp trai chứ mày anh có người vip đấy bào dừa nữa ngờ đó ngờ có nhiều đó cái ngờ bào dừa là cái ngờ hái ra tiền anh biết không giờ không ngờ đó hầu lâu anh bào dừa anh cung cấp hết cho thành phố Hồ Chí Minh lại biết cỡ nào rồi tất cả các quận huyện đó anh cung cấp luôn sao bây giờ giờ có đúng cà phê không nói giờ đi ra cứu anh vậy chứ không có em làm cộng chứ mệt lắm. Thiệt hả giờ đi con vợ mình lặng ra em nói có ngày ông xách dao ông dí rồi ông dí ông chém mà gì chém mệt có đi đi đến thì giờ mệt quá thôi đi giờ hai vợ chồng mình ở ngoài trời thì cũng đang mưa nha các bạn nói chung là sao bình định thời tiết bây giờ tháng này nắng lên nó nắng mà sao nó mưa mình cũng yếu nữa giờ thì hai vợ chồng mình sẽ đi ra về quán cà phê gặp mấy âm binh các bác nha các bạn rồi xong rồi là giải quyết cái công việc với cậu bé với vợ tứ mệt quá bạn đi nha. Em kì anh gơ luôn á nha anh Thằng. Dạ, cái em nói luôn vậy vợ. Nói chứ anh vừa phải rồi nha. Có cái mặt như cuối vậy. Anh cậu ông lớn rồi á nha. Chỗ ngoài ông còn nhỏ đâu, đúng rồi đúng luôn. Bây giờ em nói nữa là có chuyện liền luôn á. Tiền bạc mà đưa của ông đưa, ông đưa thông chứ. Nhưng tôi là ông nữa, đầu ông chứ. Bây giờ em nói nữa đúng không? Sao? Bây giờ em muốn nói nữa không? Chứ nói là ông nói. Nói nữa không? Làm gì? Còn dài.
Nhảy cầu ấy. Dùng xe nhảy cầu. Nhảy cầu cho khối có người thủy bà luôn. Cho bà ớn mình. Giỡn. Nhưng mà bữa sau đừng cả mà chân cậu vậy nữa. Đưa tiền ổng lấy thôi. Nói nữa một lần nữa là anh nhảy cầu à. Anh làm như đưa chứ làm như chứ thè không đưa thì thâu chứ. Đưa cho đàng hoàng cho làm thứ gì làm giải biểu ai đâu chấp nhận được. Em nói nữa là anh nhảy cầu không có ai thủy em làm em nhớ đời luôn. Phải dở. Em thủy quá. Cứ em luôn. Dở con đi. Đây là cầu tình yêu nha mọi người nha. À, không có tình yêu nữa. Có tình yêu luôn thôi đi luôn không. Đã bây giờ nói đầu ba đứa chưa được rồi giờ đi đứa nữa rồi đã chốt cái đầu cũng nói luôn. Ai đi? Em đi ai đi nữa? Đi ra kìa, đưa tiền công cộng cho mọi người. Đến nữa, bốn đứa vợ chưa mà. Vậy không giờ đi quần vợ, đến nữa mới chưa được. Vô, thích quần lại luôn. Thích quần với đế luôn. Mẹ đế rồi, không có cho ông cậu nữa nha. Chắc cho ông cậu nữa, chắc chết tôi hả? À. Ừ, đế rồi, không có cho ông. Bây giờ mình quay về mình đi cái hả? À. Chia con mới điều mọi người. Chứ bây giờ có ba đứa chia nó cho lợt nhau không có được. A few moments later. Ê, nó đòi cháu cố chứ không? Giờ đi đòi nợ đòi tiền mà mưa gió đồ như thế này nữa mệt mỏi chán nản. Kìa nó kìa con ngựa bè, cái con ngựa bè kia. Mày muốn tao ủi với mày luôn không? Mày cháu gái rồi tụi nó đâu? Sao tụi nó hiện tao lên quán cà phê đây giờ sao? Gì có hiện thấy cậu sợ đây tính tiền đi về hết vào đây mà con đang ngầu ráng chút con đi về đây mà tự nhiên về đi đâu nữa vậy? Em 2 triệu tiền lương tao đi đòi chứ mày nói tao đâu mày? Trên lương bóng gì đâu đi về, cha nó bán trứng cho rồi đi đâu lên trên này? Mày bước vô đây mày trốn đi, mày trốn được mày trốn luôn giùm cái đi. Mày sợ tao lắm ê. Mày tao kêu 500 anh em đang đứng xếp hàng kìa. Bữa nay tao một mình một thân tao đi đòi nợ là mày hiểu không? Cười. Chứ cậu thấy không, mấy anh em nó sợ cậu nó đi chia hết rồi. Tao nay tao cầm cái máy quay này tao quay vô cái bản mạch khô của mày để cho mày biết. Mày tướng mày nợ tao 2 triệu hai vợ chồng ngựa bà tụi bay trốn được ấy. Trốn được không? Mệt anh cưa, tiền đưa cho ông cậu chết rồi mày. Biết mày nói. Tụi nó đâu? Đồng bọn mày đâu? Con nói cậu nghe, nó uống hồi sáng giờ 18 thằng ở đây, cái bill cậu quay vô cái bill này, đi cậu muốn post con nghe, post đi, đó post đi được. Chứ mấy mới gì bill tao quay vô cái mấy quay mày. Đây đưa đây này, cậu mấy chiếc kinh này các bạn, post đi, mày post đi. Tao điên chữ bay. Mấy thằng đây nè, nó uống là một trời đây, giờ nó sợ đúng không? Em còn hồi sáng có em đúng không? Mấy thằng kia nó sợ cậu bay. Mà cậu làm nó sợ cậu. Sợ. Cậu hiểu vấn được. Sợ cái gì mày? Bây giờ tao hỏi mày chứ tự nhiên đâu nó lấy tiền tao đâu dở ngang xương vậy? Tiền lương mày điên sao mà mày không có công chuyện gì làm mày sao mày cho tao mày lấy tiền mày đưa mẫu đứa mẫu nơ rồi đâu, tiền đâu tao làm mày tao đây bây giờ cậu bay quay hai vợ chồng quay cái bản mạch nó này. Hôm nay mình quay cái hai cái bản mạch của hai đứa chú nọ mày dính chùm luôn mày của người bà mày dính chùm luôn còn lại gì trong đây rồi đầu đình tứ phủ yêu quái âm binh lũ lan xối tiền con đưa rầu mà cậu lấy là do cậu đúng không? Hồi sáng mấy đứa nó nói mẹ ông cũng nghiệt lấy mẫu cái tiền đưa tiền gì mày đưa rồi mày cũng đưa người kia nữa mày đưa gì mẫu đứa mẫu nó rồi nó lại nó đưa tao nó đưa 500 ngàn đưa 500 ngàn ai dám lấy mày do cậu sao do cậu chứ tiền cũng đưa mày tướng tao bữa nay tao thông minh rồi á giờ ăn tiền đó đưa cậu đi mua thuốc cậu uống con ghé cậu mẹ nó đâu tao mệt bi quá bây giờ tiền trung á là nó kêu nó đi uống bia hết rồi. Tiền thằng Rìu nó kêu nó đi nhậu hết rồi. Tiền thằng Hiếu nó mua gà nó ăn hết rồi. Tao không biết. Bây giờ tụi nó mua cái gì cậu ông nậu tụi nó không có liên quan tới tao. Không có tiền bạc gì lên đó. Nhiều đồ nói gì chỉ có 2 triệu bạc. Không có cho thôi. Bây giờ tao đặt cái máy quay đây tao phân xử cho vợ chồng hai của thằng. Bữa nay bị đẹp ngươi. Bữa nay bị đẹp cầm máy quay đi rồi. Đó em phải không? Anh em cho chứng chứ. Ông quay gì ông biết quay gì đâu. Cứ lên mạng nói tầm bậy tầm bạ không cho nó tứ không vô nói gì. Cháu nói với thằng âm binh nó trẻ tiền nhà cậu rồi cháu trẻ tiền nhà cậu ơi
Giờ một dữ đó mày, giờ con á thì không có bú nè, trứng á thì nó rồi ra gà nè. Ôi giờ nó nở ra gà nè, rồi tiền học, tiền điện, tiền điện, rồi tiền wifi. Nó nở vậy nữa là trừ gặp vợ chồng bay xui quay nó nở mày, trừ tiền mày mình chứ trừ tiền giá chiếc giếp dùng mà tin không. Trời bại nói với đừng 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 quýnh vợ con tao. Bây giờ tiền học vợ con, vợ con cái này, rồi tiền mua xe đạp này, tao góp từng đồng thì cắt đó mà tao giờ tao chuẩn bị tao đi mua, tao mua 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 cái camera livestream được nhiêu tiền mày. Quan chính chứ vậy hử, để bán tiền ở đây tao livestream tao quýnh game mày. Tao quýnh làm đã không có tiền rồi, tớ chết rồi. Bây giờ đủ thứ tiền hết á. Khổ quá. Tiền wifi, khổ lắm. Tiền điện, tiền này kia, tiền khổ. Ra trong vải mày đồ này. Bây giờ con nói cậu nè, cái nhanh nhất á nha, gọn nhất là luộc trứng mình đi bán. Đúng. Mình kiếm tiền nó nhanh hơn. Vậy nào tao không luộc mày con ngựa bà. Chứ giờ cậu nghĩ giờ gì mấy cái kia chị mà đẳng có tiền rồi cậu hiểu không? Chứ cậu đòi mua chi cái một cái camera livestream chị. Mấy nó dành cho mấy nó biết. Cậu có nấu tiếng đâu cậu đòi. Mấy người nó kêu tao livestream đó vui lắm bán lo được. Ờ đúng rồi cậu ấy nói lo sao muốn nhớ. Sao cậu qua kho cậu ấy. Sáng nay cậu qua kho. Sáng nay tao xin nghỉ rồi. Nhờ ơn tụi mày á. Tụi mày tới bị quậy banh chành cái kho của người ta rồi. Mẹ em thấy ai anh đâu đứng được. Anh làm gì anh trả tiền nhân cậu ơi cho mày đâu. Mà được nó nhìn thấy được cái gì vậy. Thất đức cậu ấy đó anh lại xem lấy tiền. Đúng rồi bên ngoài xương lòi nhịn đâu á. Sao mà ngày mai tao làm thử thách cho nó. Mày anh ấy cho nó làm không? Thử thách với cậu ơi. Ờ nói với tao thử thách dám cho không? Mày đi chứ con lấy tiền hồng ra đi con trả. Mấy thằng quần tự nhiên trong ngầu đi ra đá mày. Thôi đi ra lấy tiền kìa. Có tính tiền ở cho nó nộp chứ tao á. Ông lấy tiền ra gà ra làm mi. Giúp cậu làm vậy các bạn. Đừng nói thâu thâu im mày đó. Mày muốn không cậu ủi mày luôn. Đưa đi cho rầu mà. Anh nói em nha. Anh không đưa tiền, anh cầm tiền này anh không đưa luôn. Mày đưa cho tao đó, tao đầu tư, tao kinh doanh lo mày. Té cái tay. Điểm quen tao bán hai cái á. Đây, hai phong bì, một cái phong bì cô Trung Trẻ Trâu là con đưa rầu. Nhưng mà là mấy đứa em nó không lấy. Thôi bây giờ con đưa lại một lần nữa. Còn đây phong bì cô của cậu đây. Tụi nó sợ cậu bây giờ nó không dám kẹp cậu luôn. Nó kêu cậu là cậu mới ủi, giờ cậu vô cậu ủi con té cái tay nữa vậy. Thì sao nó nhai dữ vậy? Ai đưa mày chồng tao gì tao ủi nó nhiều. Ủi vậy mà mất tiền hả? Giờ anh đục hoàng ra trong trong. À, đi. Rầu xong. Rầu xong. Trời ơi, đi đâu vậy? Rầu vậy rồi sao? Má mẹ đó. Ủi chi vậy? Ai đưa ủi con? Chứ mấy mới ủi con. Nhớ mày tao nha. Ủi là chị đưa cho anh ở nhà ủi vợ. Ủi ủi rồi. Ui vậy hả? Tướng ta tao chưa ghẹ lấy mấy mày. Chú vậy mà con tướng đâu cậu ba cậu không lầm á. Điên sao tiền tao mà không lầm. Mày đứng lại. Nói chuyện tao này. Quả chứ ai biết. Lấy tiền mà chú này sao? Chứ ai biết con có biết. Đủ tiền hôm này không? Đủ sao không đủ. Anh xui. Tiền chứ chầm đéo không đủ. Tính đi. Được không? Tiền ông ra ông chưa em thấy không? Anh làm ơn mấy ó ông ra ông ủi một cái tí tét tay vậy. Cháu mày đưa tiền kiểu gì, đưa tiền lẻ không nhà mày? Đó là mừng rầu cậu. Cậu điếm tôi đủ tiền cậu không? Phải tiền mà đủ như thế nào mà cho tiền lẻ không vậy? Đủ tiền mình là được. Cậu anh chụp vậy. Nghĩ sao em vợ? Anh ghi, cậu bể chiếc kình gà mái vậy mà ổng còn ra nữa. Nói cậu lớn. Đúng rồi mà sao mày đưa tiền toàn tiền lẻ mà sao không đưa tiền chẳng? Lớn rồi. Nào em ra 4 tờ 100 ngàn. Lớn rồi. Con là phi của cậu á. Mày phi cái gì? Ngày mai nên làm thử thách mua 20 cái dừa, dừa nó 10 cái, tao 10 cái, đứa nào bào trước thắng 2 triệu. Cho nó được cái cổ hoàng là dối bào được bào dừa luôn á. Là mày nói cậu thua á, tại vì ống là lợi thớ là bào dừa. Chấp, tao chấp. Mày là bồi dưỡng cho con đồ dạ trái mi. Mày nữa mày. Chứ con phi cậu mà. Bớt ám giùm cái. Tao hút cái gà tao giải á nha. Nhìn thấy có ông nào mà đi bán trứng gà mà mày quần tay xịn. Mày áo vest này là áo vest tàu xưa tao đi đòi nợ mày. Mục đích tao lên đây là tao đòi nợ rồi. Dạ không nữa giờ chưa gần đào. Thôi chứ giờ không đòi nợ nữa thì thanh lý lại kiếm tiền. Thôi ngươi dẹp đỡ làm kỷ niệm. Giờ tao nói mày nghe nè. Vui chưa? Bây giờ á, các bạn nghe nè.
thằng gà hố là một thằng lũ đạn, thằng xàm xàm, thằng tào lao, thằng thổ địa âm binh. Quậy. Nó rẻ lương mà cho cậu nó dù cho nó rẻ lương nhân viên cũng vậy. Nó không phải đưa tớ tới mà ra phơ bưng cơm nước rót rồi là rẻ lương cho đàng hoàng. Đưa rồi đấy. Mày rẻ lương kiểu đó mày. Rẻ lương gì đưa chết ta đi vòng 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 mày. Đúng rậu nói chứ làm cũng gì phải phải đâu. Trước là cậu sai trước. Mấy đứa nó lỡ con hôm qua trả cậu cộng nói gì cậu. Mày cái nó thiếu tiền đi răng là nói tao tặng cho mày 1 triệu. Thằng cá hú là thằng xạo, thằng hiến liệu là bán heo cách heo quay cái cổ, thằng trung cái rau là thằng bém đím, thằng riêu là riêu rổ, thằng riêu khờ, thằng tên là thằng xàm xàm. Quá anh sao vừa đuổi cái ném nhẹ. Thằng bác gái là thằng heo nái. Bác gái là thằng heo nái. Còn con nữa. Mày cháu tao theo mày hả? Mày tao làm đi tao gì à? Giờ cũng nói cậu nè. Nói gì nữa mày? Mày không nói chưa? Nữa hết á. Ngày hôm qua cậu nói rồi, nên anh em nó chốt á là nấu cà phê xong đánh dịch trước. Nó sợ cậu là bắt nó tính tiền đó. Cái điều đó là cậu tính tiền rồi. Cái gì nữa mày? Bây giờ vô xe rồi, bây giờ ốm đeo phải chịu vô xe rồi. Ốm đeo phải chịu. Ê, liên quan của tao tự nhiên bắt tao cái tiền. Đó, cái đây, cái điều đây. Của cậu á. Cậu hai vợ chồng con gì hả? Điên sao rồi, cái tiền. Lãnh lương rồi, cái tiền cho mày nó mắc khủng luôn. Rồi, đúng rồi, cậu ơi. Mình phải làm sao cho mấy anh em nó nó mẹ mình nó trăm mấy chục ngàn hả? Mình tạo tiền nữa ta mua sữa ta con ta nó bú nè. Nó không quan trọng cậu hiểu không? Quan trọng là việc tính cái bill đây là anh em nó nữa. Đi về mày khôn dữ mày, sao mà tính đi cho anh em nó nữa. Không các bạn nha, hai vợ chồng mình kết thúc video đây. Chứ bây giờ quen với nhỉ? Ấy là giờ vô cậu kêu một ly cà phê xong cậu ngầu đó xong rồi cậu ra cậu tính luôn. Đúng đúng. Là vừa được. Đúng cậu ấy, sẵn là cậu ngày ngầu đây cậu livestream luôn. Cậu cần cậu livestream lên cậu bật mấy lần cậu livestream cậu có cơn mấy gà đó vợ mày cái con chicken livestream nhận lương để nhận lương đầu tiên đúng mày, hai vợ chồng thằng đầu trâu mệt ngựa đây nó mệt dữ mày không vậy thôi ở lại livestream dữ mày thôi ở lại livestream nha hai chồng coi gì ở đây được rồi vợ đi vợ đỡ cho mày ở livestream nhớ mày hai chồng bị tao nha nha cậu vậy nha cậu nha.